Chúng ta đang sống ở trong mùa chay, và đỉnh cao của mùa chay đó là thập giá Chúa Giêsu Kitô. Cho nên hôm nay thì tôi muốn dành ít phút để chia sẻ với các anh chị một suy niệm về khổ hình thập giá. Trước hết là chúng ta nhìn vào khổ hình thập giá trong lịch sử của nhân loại. Ở Việt Nam mình, các anh chị nhớ là có ai nói đến người ta xử tử nạn nhân bằng cách đóng đinh và thập giá không? Việt Nam không có, phải không? Việt Nam có thể là voi dày, có thể là chém đầu, có thể là phanh thây, nhưng không có khổ hình đóng đinh và thập giá. Nhưng ở các nước mà về phía Trung Đông đó, thì các sử gia như là Herodotus và Diodorus Siculus, họ cho ta biết là có nhiều loại khổ hình thập giá được các dân, mà khi các anh chị học Thánh Kinh Cựu Ước có còn nhớ không? Có nhớ đế quốc Assyria không? Có nhớ đế quốc Ba Tư không? Đó, học Cựu Ước là phải biết rồi. Thế thì những đế quốc đó đó đều có áp dụng khổ hình thập giá. Rồi đến đế quốc Hy Lạp, thì ông vua nổi tiếng của đế quốc Hy Lạp là Alexander Đại Đế. Rồi những vị vua kế vị ông ta cũng sử dụng khổ hình thập giá này. Rồi sau đế quốc Hy Lạp, đến thời của Chúa Giêsu là đế quốc gì? Là đế quốc Roma. Và đế quốc Roma cũng sử dụng khổ hình thập giá. Mà khổ hình này, các anh chị nhớ, tôi có viết cho các anh chị đấy, dành cho những tên nô lệ, một này, và những tên nô lệ đó phạm tội trộm cắp hay là phản động. Nhớ ba yếu tố đó nhé. Nhớ ba yếu tố đó. Dành cho tên nô lệ chứ không phải là dành cho công dân của Roma. Ta để ý những chi tiết này thì mới hiểu được là Chúa Giêsu chịu khổ hình thập giá là Ngài bị hạ nhục đến như thế nào. Công dân Roma sẽ không có bị xử theo hình phạt này, ngoại trừ trường hợp rất đặc biệt, đó là tội phản bội đất nước. Còn đây là hình phạt người ta dành cho những tên nô lệ, mà những tên nô lệ này vướng vào tội trộm cướp. Cho nên Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đồi Gôn-gô-ta, người ở giữa hai tên trộm cướp. Những chi tiết đó giúp cho mình thấy đó là Chúa chịu cực hình về thân xác đã vậy, nhưng mà về mặt xã hội đó, người ta xếp Chúa vào hàng trộm cướp. Hoặc là một lý do khác, đó là phản động. Ta học Thánh Kinh ta biết rồi, quê hương của Chúa Giêsu vào thời của Ngài có phải là một đất nước độc lập và tự do không? Dạ thưa không. Vậy thì nằm dưới sự thống trị của ai? Của đế quốc Roma. Mà cụ thể là có ai đại diện cho đế quốc Roma? Tổng trấn Phi-la-tô. Và trong lịch sử ghi lại là có rất nhiều cuộc nổi dậy của người Do Thái để
chống lại đế quốc Roma. Và có những người Do Thái chủ trương dùng bạo lực để đòi lại độc lập dân tộc. Người ta gọi là nhóm Zealot, mà chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam là nhiệt thành. Và trong các môn đệ của Chúa Giêsu là cũng có người thuộc nhóm này. Và nếu ta đọc phúc âm cho kỹ đó, thì sẽ thấy không ít lần Chúa Giêsu bị gài bẫy bằng cách là họ đẩy Ngài đến chỗ phải chống lại đế quốc Roma. Cho nên những chi tiết nhỏ nhỏ như thế, nhưng nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn bối cảnh lịch sử. Trong các phần đất do đế quốc Roma cai trị, thì khổ hình này được dành cho những người gây rối loạn và bị kết án như là trộm cướp. Một lát nữa mà nói đến ông Baraba đó, thì các anh chị phải nhớ nhận xét này. Để chúng ta quen đọc phúc âm đó thì luôn luôn thấy nói Baraba là một tên trộm cướp, và mình tưởng tượng là Baraba là một tay anh chị ghê gớm lắm. Nhưng tôi vừa mới nói đó, nếu mà ta đặt mình vào bối cảnh lịch sử thì có thể sẽ thấy Baraba không phải là tay trộm cướp theo cái nghĩa mafia, mà có thể là một lãnh tụ đòi hỏi giải phóng dân tộc bằng bạo lực, cho nên bị đế quốc Roma nó bắt. Có một sử gia rất nổi tiếng là ông Josephus đã kể về những vụ đóng đinh hàng loạt. Đóng đinh mà đóng đinh hàng loạt nhé, chứ không phải một người. Hàng loạt tức là cả chục, cả trăm người á. Các phạm nhân, đặc biệt là trong thời Tito chiếm đóng Jerusalem. Người ta nói đến khổ hình thập giá có nhiều hình thức. Có hình thức mà chúng ta quen gọi là thập giá thì rõ rồi là như thế này. Có một hình thức thì là giống như chữ T này. Và có một hình thức nữa giống như chữ X, đóng chéo này. Đấy là chưa nói đến bảo ông Thánh Phêrô thì ông xin được đóng đinh, đóng đinh ngược. Nhiều loại. Thế cũng theo nghiên cứu lịch sử thì trước khi đóng đinh một phạm nhân, bao giờ người ta cũng đánh đòn phạm nhân. Tôi ghi chú vào đây là Marco 15:15. Nếu các anh chị có sách thánh ở đấy, mở thử Marco 15:15. Thánh Marco kể rằng là vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giê-xu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Thấy không? Đánh đòn trước nhá, rồi mới trao họ đem đi đóng đinh vào thập giá. Bao giờ cũng vậy, đánh đòn trước. Lý do làm sao vậy? Lý do làm sao vậy? Cho mau chết. Bây giờ một người mà không bị đánh đòn, khỏe ngon lành như thế này mà đóng đinh vào thập giá đó, thì chắc phải mấy ngày. Cho nên thường là họ đánh đòn trước, rồi sau đó họ mới đóng đinh vào thập giá. Mà cuối ngày nếu phải hạ xác xuống thì có khi có phạm nhân vẫn còn sống, thì lúc đấy người ta làm cái gì? Người ta đập ống chân. Cho nên ta mới đọc ở trong phúc âm thấy là người ta định đánh dập ống chân, nhưng khi đến nhìn Chúa Giêsu thì thấy người đã
tắt thở, cho nên nó không đánh dập ống chân nữa. Thì lúc đấy một tên lính nó cầm lưỡi dao đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu. Đấy, trước khi đem đi đóng đinh thì bao giờ người ta cũng đánh đòn phạm nhân. Sau đó phạm nhân phải vác cây gỗ, mà là cây gỗ ngang. Đây, chẳng hạn chúng ta nhìn hình thánh giá, thì cái cây ngang là cây này. Phạm nhân sẽ phải vác cái thanh ngang đi, đi từ chỗ bị kết án tử đến chỗ người ta xử tử. Cho nên bây giờ chúng ta đi đường thánh giá là vậy, là Chúa Giêsu vác cái thanh gỗ ngang đó đi từ dinh tổng trấn Phi-la-tô lên đồi Gôn-gô-tha. Ta có thể lấy tin mừng của thánh Gioan ở chương 19. Thường ngày thứ sáu tuần thánh thì hội thánh đọc bài thương khó theo thánh Gioan. Thánh Gioan ghi nhận rằng: vậy họ điệu Chúa Giêsu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew là Gôn-gô-tha. Chính người vác lấy thập giá. Thế thì ta hiểu là người vác cái thanh ngang này. Nhưng mà ngày hôm nay thứ sáu tuần thánh mà chúng ta đi đường thánh giá đó, thì Đức Giáo Hoàng hay là Linh Mục là vác hẳn cái cây thập giá đó. Và khi mà đã đến nơi để xử tử hình rồi, thì người ta mới đóng đinh, đóng tay và chân vào thập giá. Chúng ta có thể đối chiếu ở trong tin mừng Luca. Tôi muốn các anh chị đối chiếu như vậy đó, là để thấy mình nói nó có cơ sở thánh kinh, chứ không phải là chuyện là mình nói theo cái suy diễn tự do của mình. Luca chương 24. Chương 24 câu 39, thánh Luca kể về việc Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ. Thế thì câu 39 đó là Chúa Giêsu nói với các môn đệ thế này: nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nhìn chân tay thầy coi. Tại sao lại phải nhìn chân? Tại sao lại phải nhìn tay? Đấy, bởi vì thấy còn vết đinh đóng, chứ đâu có phải Chúa Giêsu khoe tay đẹp. Rõ ràng thế này, đứng đóng đinh và đứng phục sinh chỉ là một. Vết đinh còn trên tay đây này. Thế thì thông thường trong những hình thánh giá mà chúng ta vẫn treo đó, ngay cả cái thánh giá trong phòng lớp của mình đây này, thế thì đóng vào tay Chúa là đóng vào đâu? Đóng vào cổ tay. Đóng vào bàn tay đây này. Thường là chúng ta cho là đóng vào bàn tay, nhưng mà theo nghiên cứu thì người ta đóng vào cổ tay. Bởi vì mình phải tưởng tượng á, Chúa Giêsu nặng 70 kg, tôi chỉ được có 55 đi, chứ còn thì Chúa Giêsu là 70 nha. Một sức nặng 70 kg mà ở trên không như vậy kéo xuống, cho nên đóng vào bàn tay đâu có giữ được, đóng vào cổ tay. Tấm khăn liệm thành Torino cũng cho thấy là
người bị đóng đinh ở cổ tay và đóng vào chân nữa. Nhưng cùng với việc đóng tay và chân của phạm nhân vào thập giá đó, thì người ta phải có một cái gì? Một cái bệ gỗ đỡ ở chỗ mông á, ngồi đấy, nếu không nó kéo xuống. Cho nên các thánh giáo phụ mới từ hình ảnh đó mới mô tả Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá là ngồi trên ngai. Ngồi trên ngai. Chính lúc mà Ngài chịu đóng đinh là lúc mà Ngài xét xử thế giới. Ngồi trên ngai mà xét xử. Thế tất cả những cái chi tiết này này, ngày hôm nay khoa khảo cổ người ta đều xác nhận. Nghiên cứu lịch sử người ta xác nhận như vậy. Cái khổ hình thập giá trong nhiều đế quốc thời xưa đó là như vậy. Thế bây giờ ta đặt cái câu hỏi, vậy thì theo lề luật Do Thái đó, không có nói đế quốc Roma, mà nói chính người Do Thái và theo lề luật của họ từ Mô-xê đó, thì có cái luật tử hình bằng cách là đóng đinh vào thập giá không? Có hay không? Đó. Bây giờ ta lấy sách Đệ Nhị Luật ra này, ta đọc thử một câu coi. Đệ Nhị Luật ở chương 21. Chương 21 sách Đệ Nhị Luật thì chúng ta học lâu lắm rồi đấy, nằm ở trong bộ Ngũ Thư. Các anh chị thấy chương 21 chưa? Bây giờ tìm câu 22. Tìm câu 22, những chỉ thị khác. Ta đọc từ câu 22 cho đến hết câu 23 coi. Khi một người có tội đáng phải án chết đã bị xử tử và anh em đã treo nó lên cây, thì xác nó không được để qua đêm trên cây, nhưng anh em phải chôn ngay hôm ấy, vì người bị treo là tội vì Thiên Chúa nguyền rủa. Anh em không được làm cho đất của anh em ra ô uế, đất mà Đức Chúa Thiên Chúa của anh em ban cho anh em làm gia nghiệp đấy. Thế dựa vào câu này thì theo các anh chị có đóng đinh vào thập giá không? Có. Có người người ta giải thích không phải vậy, mà là bị ném đá cho đến chết, và sau khi đã chết rồi thì mới treo lên cây gỗ. Treo lên như là một hình thức để sỉ nhục và để làm gương cho mọi người xem, chứ không phải là đóng đinh vào thập giá cho đến chết. Có người người ta giải thích như vậy. Nhưng mà khi đã chết rồi mà treo lên cây gỗ như vậy thì Đệ Nhị Luật nói rằng là phải hạ xác đó xuống ngay trong ngày hôm ấy. Thấy không? Bởi vì tại sao? Bởi vì kẻ bị treo như thế là kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Đấy, Thánh Kinh nói rõ đây này, kẻ bị treo là đồ bị Thiên Chúa nguyền rủa. Cho nên á, mình phải tưởng tượng thế này này. Ở trên đồi Gôlgôta, lúc mà Chúa Giêsu chịu treo trên cây gỗ như thế này, và người ta thách thức Chúa là nếu ông quả thật là con Thiên Chúa thì ông xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin. Mà không thấy Chúa xuống, Chúa cứ ở yên trên đấy. Cho nên người ta chắc chắn rằng ông Giêsu này là kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa.
Và như vậy khi người ta đóng đinh Chúa Giêsu là người ta nghĩ rằng, người ta tin rằng người ta làm đúng, người ta đứng về phía Thiên Chúa, còn Thiên Chúa thì chống lại ông Giêsu. Cho nên chúng ta đừng vội lên án, bởi vì trong mùa chay đó, nhiều xứ, tôi ở xứ Bắc lâu năm lắm, mình ngắm đó là toàn gọi là quân dữ thôi. Chưa chắc mình là quân lành đâu. Mình mà có sống vào cái thời đấy thì mình cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Thánh Kinh nói rõ, bị treo là bị Thiên Chúa nguyền rủa, mà ông Giêsu bị treo như thế này. Đấy, có khuynh hướng người ta giải thích là như vậy. Thế nhưng mà cũng có những nguồn sử liệu khác cho ta biết là có hình phạt treo trên giá gỗ cho đến chết. Ví dụ, sử liệu tức là những cái cuộn thánh kinh mà viết ở trên trên da thảo đó, người ta tìm thấy ở Qumran đó, có nói đến điều này. Đấy, điểm đầu tiên chúng ta nhìn lại là khổ hình thập giá ở trong lịch sử. Thế bây giờ ta nói đến việc Chúa Giêsu của mình chịu khổ hình thập giá. Ở trong Tin Mừng Matthew chúng ta nghe nhiều lần rồi, Chúa Giêsu đã từng loan báo là Ngài sẽ bị nộp vào tay người đời, rồi thì Ngài sẽ phải chịu khổ hình thập giá. Ở trong Matthew chương 20 câu 19 chẳng hạn, Chúa nói họ sẽ kết án xử tử người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Chúa nói rất rõ ở trong Matthew, Chúa loan báo trước. Và quả thật là Chúa đã bị đóng đinh vào thập giá. Thế rồi khi Chúa chịu đóng đinh như thế, thì ngày hôm nay chúng ta vẫn còn thấy thôi, là có một tấm bảng gắn ở trên đỉnh thập giá. Tấm bảng đó ghi rằng vua dân Do Thái, Inri, Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Cái tấm bảng đó chính là bản án, chính là bản án. Chúa Giêsu chết đó vì cái tội danh như vậy đó. Nhưng mà sau đó thì mấy ông thượng tế, mấy ông xin Phi-la-tô làm sao? Gỡ bỏ. Xin gỡ cái tấm bảng đó đi, phải không? Và Phi-la-tô nói làm sao? Điều ta đã viết là viết. Và Thánh Gioan còn kể cho mình là tấm bảng đó được viết bằng tiếng gì? Hebrew, Hy Lạp và Latin. Viết bằng ba thứ tiếng. Ý nghĩa của ba thứ tiếng đó có nghĩa là nó bao trùm cả thế giới, thế giới tôn giáo, thế giới quân sự, thế giới văn hóa. Nó bao gồm toàn thế giới. Đấy, tội danh của Chúa Giêsu là như vậy. Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Thế bây giờ ta xem cái tội danh đó làm sao. Trong vụ xử án ở dinh các thượng tế và dinh Phi-la-tô, Chúa Giêsu đã nhận người là đấng Mê-si-a của Israel và là con Thiên Chúa. Các anh chị đừng có ngạc nhiên khi mà thấy tôi trích dẫn Ma-cô rất là nhiều. Bởi vì khi bước sang phần Tân Ước thì cuốn sách đầu tiên chúng ta học là Ma-cô. Và tôi đã nói cho cả lớp biết là có bốn sách phúc âm, nhưng mà ba sách đầu, Ma-cô, Ma-thêu, Luca, được gọi là nhất lãm, còn Gioan là riêng. Và trong ba cuốn được gọi là nhất lãm thì căn bản là Ma-cô. Đấy, cho nên là đừng có lấy làm lạ khi mà trích dẫn Ma-cô nhiều.
Thế thì ở trong Tin Mừng theo Thánh Marco bắt đầu từ chương 14 đó là nói đến cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu. Trong chương 14 đó ở câu 61 đó, kể như thế này: vị thượng tế hỏi người, ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tụng không? Đấng Kitô nghĩa làm sao? Đấng sức giàu. Có Đấng Kitô có khác Đấng Messiah không? Là Messiah đấy. Khi ông thượng tế hỏi như vậy thì Chúa Giêsu ở câu 62 trả lời rằng: phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến. Chúa Giêsu xưng Ngài là Đấng Messiah, là Đấng Kitô. Chúng ta dịch nôm na là Đấng Cứu Thế. Rồi nếu mà ta đọc tiếp sang chương 15 đó, câu 2, thì sẽ thấy Thánh Marco kể là ông Phi-la-tô hỏi người, ông là vua dân Do Thái sao? Người trả lời, đúng như Ngài nói đó. Chúa Giêsu khẳng định, đúng như Ngài nói đó. Như vậy là Chúa Giêsu nhận Ngài là Đấng Messiah của Israel, là Con Thiên Chúa. Và các thành viên trong Thượng Hội đồng tuyên bố Chúa Giêsu đáng chết vì tội phạm thượng. Đấy, chúng ta đọc ở chương 14 tiếp cái câu lúc nãy là câu 63 đó. Sau khi Chúa Giêsu trả lời là phải, chính thế, rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến, thì làm sao? Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói, chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao? Tất cả đều kết án người đáng chết. Thấy không? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, tội phạm thượng. Theo các thượng tế rõ ràng là như vậy. Rồi họ nhân danh tội phạm thượng để kết án Chúa Giêsu. Như vậy là họ đã chiếu theo lề luật để tuyên án tử cho Chúa. Và như thế cái đoạn văn ở trong sách Đệ Nhị Luật mà lúc nãy chúng ta đã đọc rồi đó, cái đoạn văn ở trong sách Đệ Nhị Luật đó được giải thích như là khổ hình thập giá dành cho kẻ phạm thượng. À, muốn rõ hơn á thì mở Gioan ra chương 19 nói về cuộc thương khó của Chúa. Chương 19 câu 7, Thánh Gioan kể là thế này: người Do Thái đáp lại, chúng tôi có lề luật và chiếu theo lề luật thì nó phải chết vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa. Anh chị thấy không? Chiếu theo lề luật thì nó phải chết. Người ta nhân danh lề luật để kết án Chúa Giêsu. Rồi nếu mà chúng ta để ý câu 15 đó thì sẽ thấy Thánh Gioan kể: họ liền hô lớn, đem đi, đem nó đi, đóng đinh nó vào thập giá. Đây, đọc lại phúc âm thì mình sẽ thấy cái khổ hình thập giá dành cho Chúa Giêsu nhân danh lề luật và cho là Chúa đã nói phạm thượng. Thế thì khi trao nộp Chúa Giêsu cho Phi-la-tô, Thượng Hội đồng đưa ra lập luận rằng Chúa Giêsu phải chịu khổ hình thập giá vì khi tự xưng là Messiah, là Chúa Giêsu đã phạm vào tội phản động chống lại Roma. Xưng mình là vua dân Do Thái mà
đang khi chỉ có một vua thôi là Caesar. Mà phải đẩy vào cái tội chính trị như vậy đó thì Philato ông ấy mới có thể là ra lệnh giết truy sụ. Và chính vì lý do này, tức là lý do nó mang tính chính trị, Chúa Giêsu bị so sánh với Baraba. Philato nói bây giờ các ngươi chọn đi, hoặc Baraba hoặc Giêsu. Cứ tưởng là người ta sẽ chọn Chúa Giêsu, coi khuôn mặt hiền lành, dễ thương, tội nghiệp. Ai dè đâu nó chọn Baraba. Điều này mà suy nghĩ sâu hơn thì sẽ thấy ở thời đại nào cũng vậy. Người ta vẫn cứ chọn Baraba theo nghĩa là chọn sự giải phóng về mặt vật chất. Người ta không muốn chọn Giêsu là biểu tượng cho cuộc giải phóng tinh thần. Ở thời nào cũng thế thôi. Khi tiếp tục thì chúng ta thấy này, sau khi dân chúng xin tha cho Baraba rồi thì ông Philato đâu còn chọn lựa nào nữa. Cho nên ông mới cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi đem truyền đem đi đóng vào thập giá. Và Chúa Giêsu bị đánh đòn, bị quân lính chế nhạo và bị đóng đinh cùng hai tên trộm cướp. Đấy, chúng ta hiểu từ nãy giờ là mình nhìn lại khổ hình thập giá trong lịch sử thì mình hiểu rõ hơn tại sao. Rồi bây giờ thêm một chi tiết nữa. Trên thập giá, Chúa Giêsu đã từ chối uống rượu hòa với giấm. Tôi mở lại Marco ở chương 15, câu 23 thì tôi thấy thế này. Chúng trao rượu pha mộc dược cho người, nhưng người không uống. Dịch là mộc dược. Chả hiểu mộc dược là cái gì. Có bảng người ta dịch là giấm thôi. Nhưng mà người ta cho biết mục đích là để giảm đau đớn. Để giảm đau đớn. Còn ở trong Gioan đó thì là Chúa Giêsu kêu làm sao? Ta khát. Thế thì nó mới lấy miếng bọt biển nó nhúng vào rồi nó cho người nếm. Nhưng mà Chúa Giêsu từ chối. Một chi tiết nữa này, trong cuộc khổ nạn của Chúa thì tất cả chúng ta đều quen rồi là có rất nhiều lời chế giễu độc ác. Nhưng mà theo cách giải thích của một số rabbi Do Thái đó, là những lời chế giễu như vậy là nhằm mục đích tốt, tức là nhằm mục đích cho phạm nhân bị đóng đinh đó nhận ra tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Cho nên ta hãy tưởng tượng đi, lúc bây giờ đấng vô tội chịu đóng đinh trên thập giá, nhưng người ta lại chế giễu để cho đấng vô tội nhìn ra tội của mình. Còn kẻ có tội thì không cần nhìn. Đấy, những chi tiết rất nhỏ nhỏ nha. Nhưng mà nếu hiểu biết là từ đó mà suy niệm thì sẽ thấy nó thấm thía hơn. Người ta muốn cho Chúa Giêsu nhận ra tội để mà ăn năn sám hối. Và cuối cùng, binh lính Roma thì thi hành việc đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá. Nhưng cái việc mà hạ xác xuống và an táng thì có phải do lính Roma không? Dạ thưa không. Do một người Do Thái tiến hành theo đúng sách đệ nhị luật đã dạy. Hạ xuống trong ngày hôm ấy. Thánh Gioan thì cho mình biết lý do là bởi vì ngày hôm sau là ngày Sa-bát. Nhưng mà theo sách đệ nhị luật đó thì khi một người bị treo giá gỗ mà chết đó, thì phải hạ xác xuống trong ngày hôm ấy
bởi vì đó là người bị Thiên Chúa nguyền rủa. Và anh em đừng để cho đất đai của anh em bị Thiên Chúa trục giữ. Ta thấy thêm một lý do nữa từ sách Đệ Nhị Luật. Ở trong thư gửi tín hữu Galata chúng ta đã học rồi, nhưng mà đọc thì không biết là có kỹ lắm hay không thôi. Thì Thánh Phaolô cũng có nhắc đến sách Đệ Nhị Luật khi mà Ngài nói là bởi vì một người bị treo trên cây gỗ là người bị Thiên Chúa nguyền rủa, cho nên thập giá của Chúa Giêsu trở thành sự ô nhục đối với người Do Thái, còn đối với dân ngoại thì là sự điên rồ. Điên rồ. Trong thư thứ nhất Côrintô, sự điên rồ. Nhưng đối với những ai tin vào Thiên Chúa thì thập giá chính là quyền năng và là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thế sau khi cùng với các anh chị nhìn lại khổ hình thập giá một chút trong lịch sử, rồi tiếp đó là dõi theo Chúa Giêsu khi người chịu khổ hình thập giá, tôi xin ghi lại đây một vài giáo huấn của giáo hội để chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn. Giáo huấn thứ nhất, Công đồng Vaticano Đệ Nhị khẳng định thế này: không thể quy trách nhiệm một cách hàm hồ những tội ác đã phạm trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cho hết mọi người Do Thái thời đó cũng như cho người Do Thái thời này. Dựa vào Thánh Kinh, chúng ta không thể rút ra kết luận là Thiên Chúa đã loại bỏ người Do Thái hoặc đã trục giữ cho họ. Có lẽ người Việt Nam mình không thấy vấn đề này nó nặng lắm. Bởi vì xin lỗi, trên đất nước mình thấy có người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Ấn Độ đến, có thấy ông Do Thái nào không? Đâu có thấy đâu, phải không? Cho nên mình không thấy có vấn đề. Nhưng mà ở bên Âu Châu, đó là một vấn đề trong lịch sử rất lớn. Nó đã hình thành cái mà người ta gọi là chủ nghĩa bài Do Thái. Chủ nghĩa bài Do Thái, chống Do Thái. Và nhân danh cái chuyện là họ phạm tội giết Chúa để mà lên án họ. Thế thì giáo hội nói rất rõ là mình không thể quy trách nhiệm một cách hàm hồ cho tất cả mọi người Do Thái thời Chúa Giêsu cũng như thời này. Thời Chúa Giêsu thì chỉ có một nhóm các thượng tế thôi, còn đám đông đó nhiều khi người ta có lòng đạo chân thật ấy chứ, lòng đạo chân thật ấy chứ, nhưng mà được các thượng tế hướng dẫn kích động, thế thì họ lên án thôi. Mình không thể vội vã và hàm hồ mà lên án người ta thời đó cũng như thời bây giờ. Giáo huấn thứ hai này, trích từ sách giáo lý Roma, bắt đầu nó mang tầm vóc thiêng liêng. Tôi trích lại đây để trong mùa chay chúng ta có cơ hội suy niệm lại. Chúng ta phải coi những kẻ xa đi ngã lại trong tội lỗi là những người đã phạm lỗi tày trời. Bởi lẽ nếu chính tội lỗi của chúng ta đã làm cho Đức Giêsu Kitô phải chịu khổ hình thập giá, thì chắc chắn rằng những ai chìm đắm trong gian tà cũng tự tay đóng đinh con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục người. Và phải nhìn nhận rằng tội lỗi của chúng ta trong trường hợp này nặng hơn tội của người Do Thái. Bởi vì theo Thánh Phaolô trong thư thứ nhất Côrintô, nếu họ đã được biết vua vinh hiển thì họ đã chẳng đóng đinh người vào thập giá. Trái lại, chúng ta tuyên xưng rằng chúng ta biết Chúa, thành thử ra
khi chúng ta chối bỏ Chúa bằng những hành động tội lỗi thì có thể nói rằng chúng ta đã tra tay giết người. Đó là câu ở trong sách giáo lý Roma. Hai câu này nó liên hệ với nhau để thay vì mình hàm hồ lên án người Do Thái thì về mặt tâm linh mình phải khám phá ra trách nhiệm của mình. Cho nên tôi vẫn nghĩ trong mùa chay, nhất là trong tuần thánh, cách tốt nhất là khi các anh chị và tôi đọc cuộc thương khó, cuộc khổ nạn của Chúa đó, thì mình tìm cách nội tâm hóa. Có nghĩa là mình hãy tưởng tượng là những gì diễn ra trong cuộc khổ nạn của Chúa nó đang diễn ra trong tâm hồn của mình. Và khi đó ta sẽ bắt đầu khám phá ra là trong tâm hồn của mình có hình ảnh của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, có hình ảnh của ông Thánh Phêrô chối Thầy, có hình ảnh của ông Giuđa bán Thầy. Có đủ thứ hình ảnh ở trong, nhưng mà nó ở đây hết rồi. Chứ nó không có ở bên ngoài. Nội tâm hóa là như vậy. Ta chiêm ngắm cuộc khổ, ngắm cuộc khổ nạn của nhìn tâm linh, cái nhìn đức tin. Và cuối cùng, giáo huấn của Thánh Francisco Assisi, Francisco khó khăn, cũng gần giống với giáo huấn của giáo lý. Không phải quỷ dữ đã đóng đinh người trên thập giá, chính bạn cùng với chúng đã đóng đinh người vào thập giá. Tức là chính bạn cùng với quỷ dữ đó đã đóng đinh người vào thập giá, và vẫn còn đóng đinh người nữa khi bạn thích thú trong thói xấu rồi. Thánh Francisco thánh thiện lắm, đạo đức lắm, cho nên là người viết câu này đáng cho chúng ta suy nghĩ. Mình thấy thay vì mình lên án những ai đóng đinh Chúa Giêsu thì tự nhiên phải giật mình, không biết là mình ở loại nào đây. Đấy, hôm nay cũng là buổi chay, xin chia sẻ với các anh chị một vài suy niệm về thập giá Chúa Giêsu.
Thế thì hôm nay chúng ta trở lại nhịp độ làm việc quen thuộc, và hy vọng là trong những tháng sắp tới nó sẽ không có bị cản trở như thế nữa. Thế chúng ta đang chia sẻ với nhau về thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Mình đã tìm hiểu thư thứ nhất hết rồi. Sang thư thứ hai, mình đã tìm hiểu phần đầu rồi, tức là từ chương 1 cho đến chương 7. Trong đó tôi chọn hai chủ đề lớn, đó là chúc tụng Chúa ngay trong đau khổ và bí quyết của đời sống tông đồ. Hôm nay từ chương 8 cho đến hết thư thứ hai Corinto, mời các anh chị lấy sẵn để trước mặt. Thì chắc là trong giờ chia sẻ nhóm, các anh chị đã chia sẻ với nhau nhiều cảm nghiệm, nhiều suy nghĩ của lòng tin về lời của Chúa trong thư Corinto thứ hai này. Ở đây tôi chỉ xin chọn hai chủ đề. Thứ nhất là việc lạc quyên cứu trợ, một công việc có vẻ quen thuộc, nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói đến tinh thần Kitô giáo. Thánh Phaolô gợi mở cho chúng ta điều gì? Tôi nói với các anh chị đây là một việc quen thuộc, là bởi vì đâu có cần phải là người Công giáo thì người ta mới lạc quyên cứu trợ, phải không? Việt Nam của mình tuyệt vời nhá. Mình có những cái câu rất dễ nhớ mà rất hay. Ví dụ lá lành lùm lá rách. Câu nào nữa? Lá rách lùm lá rách hơn nữa. Bầu ơi thương lấy bí cùng. Rất là hay. Những câu của Việt Nam nó diễn tả tính nhân văn. Con người ta sống chung với nhau thì tương trợ lẫn nhau. Cho nên không cần phải có đức tin Kitô giáo thì người ta mới lạc quyên cứu trợ. Khi anh chị em mình lâm cảnh túng thiếu khó khăn, và chúng ta vẫn thực hiện như vậy cho đến ngày hôm nay, nhưng đồng thời có một sự kiện mà không ai có thể phủ nhận được. Đó là trong suốt lịch sử của mình, giáo hội Công giáo vốn nổi tiếng về những công việc từ thiện bác ái. Các anh chị cứ nhìn lại lịch sử của giáo hội mà xem, và ngay cả Việt Nam mình nữa. Từ năm 75 đến giờ thì mình không còn bệnh viện, không còn nhà thương, không còn cô nhi viện nữa. Chứ còn ngày xưa đó là nhà thương của Công giáo nhiều lắm. Cô nhi viện Công giáo lo nhiều lắm. Nhà hưu dưỡng Công giáo lo nhiều lắm. Và chúng ta có một tổ chức chuyên cứu trợ những nạn nhân thiên tai cũng như là những người gặp khó khăn nổi tiếng thế giới, gọi là Caritas. Caritas là gì? Caritas là tình thương. Cho nên có cái bài hát đó là đâu có tình yêu thương đấy, ubi caritas est Deus. Giáo hội Công giáo nổi tiếng về những việc từ thiện bác ái. Và trước đây mình cũng có Caritas Việt Nam, nhưng mà sau năm 75 thì ngưng hoạt động. Rất có thể là trong một tương lai gần đây thì sẽ lại có Caritas Việt Nam. Chuyện đó chúng ta không nắm chắc được. Thế bây giờ cái câu hỏi đặt ra là thế này. Người ta không cần phải là Công giáo, người ta cũng lạc quyên cứu trợ. Mà người Công giáo thì cũng làm công việc lạc quyên cứu trợ. Vậy thì đối với người Công giáo có một động lực nào nó đặc biệt hơn? Và cái động lực đấy nó giúp cho người Công giáo làm công việc từ thiện bác ái, lạc
khuyên cứu trợ với một tinh thần như thế nào và nó đem lại hiệu quả ra làm sao. Thư Thánh Phaolô giúp chúng ta thấy được điều đó. Dĩ nhiên là các anh chị sẽ trả lời được những câu hỏi tôi vừa đặt ra không chỉ trong thư Phaolô mà là có thể dựa vào nhiều bảng văn khác ở trong toàn bộ Thánh Kinh, đặc biệt là Phúc Âm. Thế nhưng ở đây chúng ta tập trung vào thư thứ hai Côrintô, cho nên mình giới hạn ở đây. Vậy thì trước hết xin mời cả lớp mở ra chương 8 này. Chương 8 từ câu 7 cho đến hết câu 9. Tôi mời cả lớp cùng đọc. Cũng như anh em từng trổi vượt về mọi mặt, về đức tin, lời giảng, sự hiểu biết, lòng nhiệt thành trong mọi lãnh vực, và về lòng bác ái mà anh em đã học được nơi chúng tôi, thì anh em cũng phải trỗi vượt về lòng quảng đại trong dịp lạc khuyên này nữa. Tôi nói thế không phải để ra lệnh cho anh em đâu, nhưng tôi chỉ nêu lên lòng nhiệt thành của người khác để xem lòng yêu mến của anh em chân thành đến mức nào. Quả thật, anh em biết Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào. Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. Và chúng ta ngưng ở đây. Cái câu 9 đó là câu tuyệt vời. Cái câu 9 đó nói lên động lực đặc thù của người Kitô hữu khi làm việc bác ái. Đó là vì Đức Giêsu Kitô thôi. Còn nhớ ở trong thư Philip không? Đức Giêsu Kitô phận là Thiên Chúa nhưng đã không đòi cho được ngang hàng với Thiên Chúa, trái lại người đã hạ mình, hủy mình ra không, vâng phục cho đến chết và là cái chết trên thập giá. Cho nên cái động lực mạnh nhất là đức tin của chúng ta đặt vào Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu lại là đấng tự ý khước từ sự giàu sang phú quý để trở nên nghèo khó, mà nhờ sự nghèo khó của người thì ta được trở nên giàu có. Đấy là động lực đặc thù của các Kitô hữu. Tôi cứ nhớ mãi là bà mẹ Teresa Canquita, cả thế giới ai cũng biết và ai cũng ca tụng bà ấy về những việc từ thiện bác ái. Mà không biết bao nhiêu lần bà ấy trả lời phóng viên báo chí là không, chúng tôi không làm công tác xã hội, nhưng chúng tôi phục vụ Chúa Kitô nơi những người nghèo khổ. Công tác xã hội thì ngoài đời thiếu gì, người ta cũng làm đấy. Bà ấy nói là chúng tôi không làm công tác xã hội theo kiểu đấy, mà chúng tôi phục vụ Chúa Kitô đang hiện diện nơi những người nghèo. Có nghĩa là cái động lực mà mẹ Teresa Canquita cho thấy á, nó không chỉ là cái tình thương về mặt con người tự nhiên, nhưng là đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Đấy là động lực đặc thù nhất. Ê, cho nên có thể các anh chị khi đọc lướt qua mình không quan tâm điều đó lắm. Tôi xin các anh chị để ý cái điều đấy. Cái động lực là chính niềm tin của chúng ta vào Chúa Giêsu. Mà khi Chúa Giêsu tự ý khước từ giàu sang phú quý để trở nên nghèo khó đó,
thì trong ngôn ngữ của Thánh Kinh ta khám phá ra rằng đó là vận hành của tình yêu. Bởi vì tình yêu theo Thánh Kinh có nghĩa là gì? Có nghĩa là hoàn toàn quên mình đi để nghĩ đến hạnh phúc của người mà mình yêu. Cho nên tình yêu lớn nhất là tình yêu của người dám hiến cả mạng sống cho người mình yêu. Thành thử ra khi nói về Chúa Giêsu Kitô mà khước từ sự giàu sang để trở nên nghèo khó vì anh em đó, mình phải hiểu cái động lực ở đây là tình yêu. Và khi mà chúng ta tin vào Chúa Giêsu để cũng tập sống tình yêu thương như vậy đối với nhau, thì chính tình yêu đó làm nên sự hiệp thông, làm nên sự chia sẻ, làm nên sự bình đẳng ở trong cộng đoàn. Cho nên các anh chị để ý câu 14 đó. Lúc nãy chúng ta ngưng ở câu 9, nhưng mà nếu đọc tiếp đó, thì ở câu 14 Thánh Phaolô viết thế này: trong hoàn cảnh hiện tại, anh em có được dư giả là để giúp đỡ những người đang lâm cảnh túng thiếu, để rồi khi được dư giả, họ cũng sẽ giúp đỡ anh em lúc anh em lâm cảnh túng thiếu. Như thế sẽ có sự đồng đều, hợp với lời đã chép: kẻ được nhiều thì không dư, mà người được ít thì không thiếu. Lý tưởng mà Thánh Phaolô đề ra là như vậy đấy. Có cái động lực từ đức tin và tình yêu như vậy thì nó tạo nên sự hiệp thông ở trong cộng đoàn, sự chia sẻ đồng đều với nhau. Lý tưởng này dĩ nhiên là trong thực tế thì nó còn xa lắm. Mà hình như chúng ta càng bước vào kinh tế thị trường thì nó càng khó hơn như sau. Ngày xưa thì đất nước nói là nghèo, nhưng mà nó nghèo chung, phải không? Giống giống nhau. Còn giờ cái sự ngăn cách, hố ngăn cách giữa người giàu với người nghèo sao mà nó xa vời vợi, càng ngày nó càng rộng. Cho nên rất khó. Đấy, trước hết là chúng ta khám phá lại cái động lực thúc đẩy người Kitô hữu làm việc từ thiện bác ái. Thế bây giờ, nếu mà cái động lực là đức tin và là tình yêu như vậy, thì nó sẽ giúp cho người Kitô hữu làm việc bác ái với một cung cách như thế nào? Ta xem thử một vài câu Thánh Phaolô nói nhé. Chẳng hạn bây giờ cũng ở chương 8, câu 12 thì làm sao? Vì khi người ta hăng hái dâng cái mình có, thì Thiên Chúa chấp nhận, còn nếu không có thì thôi. Đấy, để ý cái từ hăng hái. Hăng hái chứ không phải là bởi vì bị ép quá cho nên là ráng. Cái này là hăng hái. Tôi có nói một lần đấy, đọc Thánh Kinh để ý những động từ đã vậy, rồi những trạng từ nữa, nó diễn tả quan trọng lắm. Hăng hái. Ta đọc thử một câu khác nữa nha. Sang chương 9 ấy, đọc thử câu thứ 7 cơ nào. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vui vẻ dâng hiến mà là vui vẻ. Hôm nay ai đi lễ thì nhớ bài phúc âm là cái gì nhỉ? Còn bài đọc thứ nhất là cái gì nhỉ? Bài đọc thứ nhất thì khó hơn đấy. Mùa phục sinh thì luôn luôn đọc sách Công Vụ,
kể chuyện các tông đồ được trả tự do sau khi bị đánh đòn. Và kết luận thì nói rằng các tông đồ lấy làm vui mừng bởi vì mình đã được chịu khổ vì danh Chúa. Vui mừng. Ở đây cũng vậy, cho đi dâng hiến mà là vui vẻ, chứ không phải là bị ép buộc, chứ không phải vì miễn cưỡng, chứ không phải vì áp lực. Nói rát tai cho nên làm cho nó xong. Người ta vẫn nói là cách cho thì quý hơn của cho. Bây giờ cũng có 1.000 đồng, mà có khi trong vấn đề giáo dục á, các anh các chị phải quan tâm vấn đề dạy con ngay trong chuyện đấy. Có 1.000 đồng mà cho kẻ khó chẳng hạn, mà mình đút tiền xong mình quăng vào cái giỏ của người ta cứ như là vứt đi thì nó khác. Còn mà mình ân cần nhẹ nhàng mình giúp cho người ta thì nó đã khác rồi. Hoặc là con của mình mà nó xúc lon gạo đó, nó cho người ăn xin xong rồi nó đuổi người ta vào đi 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 cho rồi thì nó khác. Còn nó đem lon gạo nó cho người ta mà nó bảo cháu biếu cô thì nó khác rồi. Cái cách cho là quan trọng lắm. Nó diễn tả thái độ nội tâm, diễn tả trạng thái tâm hồn của chúng ta. Anh chị nhớ dụ ngôn nước trời giống như là viên ngọc quý đó, mà người đi buôn khám phá ra được thì ông làm sao? Ông ấy bán hết tất cả những gì mà mua cho bằng được viên ngọc đấy, nhưng mà vẫn còn thiếu, vẫn còn thiếu một từ. Ông ấy vui mừng mà bán, vui mừng mà bán, chứ không phải là miễn cưỡng mà bán. Và cái chuyện đó thì cũng dễ hiểu thôi. Xin lỗi tôi mà bây giờ mà ai mà giới thiệu ăn chắc cho tôi nhà Đồng Khởi kia mà bán cả cái nhà lầu chỉ có 1 tỷ thôi là tôi sẽ vui mừng mà. Đúng không? Bởi vì mình biết chắc là sẽ có lời mà. Biết chắc là sẽ có lời. Bây giờ khám phá ra nước trời như là viên ngọc quý đó thì người ta sẽ vui mừng mà bán. Cho nên là tôi sáng nay nói với các chúng sinh ở đây nè, phải thấy cái chuyện mà mình đi tu đó là niềm vui. Mình dâng hiến đời mình cho Chúa, mình chấp nhận sống khiết tịnh, sống khó nghèo, sống vâng phục chẳng hạn, nhưng mà là niềm vui, là hạnh phúc. Chứ còn nếu mà không cảm nhận đó là niềm vui và là hạnh phúc thì sao mà tu được. Ông thánh buồn là ông thánh đáng buồn. Người Pháp người ta có câu nói như vậy đấy. Cho nên để ý nhá, cái cách cho này này, cái thái độ này, hăng hái này, vui vẻ, quảng đại. Dĩ nhiên quảng đại ở đây nó không lệ thuộc vào số tiền, số lượng vật chất mà chúng ta cho. Bà quá bà ấy cho có 2 xu mà Chúa Giêsu bảo bà ấy cho nhiều nhất. Nó không lệ thuộc vào cái số lượng vật chất, nhưng mà nó lệ thuộc vào thái độ tâm hồn và khả năng thật của mình. Thành thử ra nếu có một động lực là đức tin, là tình yêu, thì người ta được thúc đẩy để làm việc từ thiện bác ái không phải một cách miễn cưỡng và bó buộc, mà là hăng hái, vui vẻ, quảng đại. Và một điểm nữa mà Thánh Phaolô nói đến trong thư thứ 2 Côrintô này chúng ta không thể quên được. Nguyên cái phần đằng sau Ngài nói hay lắm. Từ câu 10 cho đến câu 14 ở chương 9 á, bắt đầu từ câu 10: Đấng cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh làm của ăn nuôi dưỡng
tất sẽ cung cấp dư dật hạt giống cho anh em gieo, và sẽ làm cho đức công chính của anh em sinh hoa kết quả dồi dào. Anh em sẽ được sung túc mọi bề để làm mọi việc thiện cách rộng rãi. Những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Thật thế, việc phục vụ cho công ích này không những đáp ứng nhu cầu của các người trong dân thánh, mà hơn thế nữa, còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Việc phục vụ này là một bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa. Vì thấy anh em vâng phục và tuyên xưng tin mừng của Đức Kitô, và vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia sẻ với họ và với mọi người, còn họ, họ sẽ cầu nguyện cho anh em để tỏ lòng quý mến. Bởi nhận thấy ân huệ tuyệt vời Thiên Chúa đổ xuống trên anh em, xin cảm tạ Thiên Chúa vì phúc lộc khôn cả người ban. Các anh chị thấy không? Có mấy câu thôi mà ba lần nhá, lặp đi lặp lại. Câu 12 này, à ngay câu 11, những việc chúng ta làm sẽ khiến người ta dâng lời cảm tạ Chúa. Một lần. Sang đến câu thứ 12 này, việc phục vụ cho công ích này còn là nguồn phát sinh bao lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa. Sang đến câu thứ 13 này, việc phục vụ này là bằng cớ cho họ tôn vinh Thiên Chúa. Có mấy câu thôi mà Thánh Phaolô ba lần nói về hiệu quả của những việc từ thiện bác ái. Không phải chỉ là để đáp ứng nhu cầu vật chất cho con người, mà qua đó người ta còn dâng lời ngợi khen Thiên Chúa, dâng lời cảm tạ Chúa, Thiên Chúa được tôn vinh. Ngài nhắc đi nhắc lại điều này mà nhiều khi chúng ta hay quên. Lại một lần nữa nhắc đến gương của bà mẹ Teresa Calcutta, thì phải nhận thật rằng là chính nhờ cái đời sống bác ái của bà ấy mà người ta biết đến Chúa Giêsu nhiều. Bà ấy không có đi giảng đạo như là Đức Giáo Hoàng, thế nhưng mà tác động của mẹ Teresa trên nhân loại lớn lắm. Thế thì ở đây chúng ta nên phân biệt cái điều này. Tôi nói phân biệt là bởi vì xem ra có một vài lạm dụng ở trong công giáo chúng ta thì ít thôi, nhưng mà có thể trong một số anh em Kitô hữu khác á, mà phía giáo hội công giáo rất là dè dặt, tức là dùng tiền bạc để lôi kéo người ta về với mình. Cái chuyện đó là khác nhé. Chuyện đó là khác. Mình dùng tiền bạc như là phương thế để lôi kéo người ta đến với mình thôi. Như vậy hóa ra người ta theo đạo là vì tiền. Còn là mình phục vụ một cách hoàn toàn vô vị lợi, nhưng mà từ đó người ta khám phá ra và người ta ngợi khen Chúa, người ta tôn vinh Chúa. Hai chuyện đó khác nhau. Trong thực tế có nhiều linh mục của chúng ta, đặc biệt là các linh mục phục vụ ở các vùng sâu và vùng xa đó, là dân chúng nghèo lắm. Và các ngài cố gắng chạy vậy đi xin chỗ này chỗ kia, rồi tổ chức cái này cái nọ, không phải chỉ cho người công giáo mà là cho cả người ngoài công giáo, để giúp cho người ta, và người ta cảm động lắm. Bởi vì họ sống trong cái hoàn cảnh mà họ không có khả năng để làm được những việc như vậy. Cho nên các linh mục có mặt ở đấy giúp đỡ người ta như thế là một công việc rất tốt. Nhưng mà không phải là mình chủ trương dùng của cải vật chất để mà lôi kéo người ta
đến với giáo hội. Và khi ông không còn của cải vật chất nữa thì không còn đức tin nữa. Thế là nguy hiểm. Thành thử ra ta lướt qua một lần để khám phá ra Thánh Phaolô nói với các tín hữu Corinto và cũng nói với chúng ta hôm nay về động lực của việc từ thiện bác ái theo tinh thần Kitô giáo là cái gì. Rồi nó dẫn đến một cung cách, một thái độ để làm việc bác ái cho đúng. Và cuối cùng là hiệu quả của công việc không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất của con người mà là để Thiên Chúa được tôn vinh. Và vì thế mà tôi mới đặt cho các anh chị một câu hỏi để lúc nào có giờ đó để suy nghĩ thêm. Đó là giáo huấn của Thánh Phaolô về việc bác ái soi sáng cho chúng ta điều gì khi ta thực hiện các việc bác ái. Rồi mình thấy là còn có cái gì mà phải chấn chỉnh và sửa đổi hay không? Đấy, đó là một hai câu hỏi gợi ý. Thế bây giờ chúng ta đi tiếp đến chương 12 này, gần cuối rồi. Chương 12. Ở trong chương 11 thì các anh chị chắc chắn là đã đọc rồi, đã biết rồi. Thánh Phaolô kể lể nhiều sự đau khổ mà Ngài phải chịu lắm. 5 lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt 1. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị đắm tàu, 1 đêm 1 ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Ngài kể hết tất cả những đau khổ phải chịu. Tại sao vậy? Hả? Tại sao vậy? Là bởi vì trong cộng đoàn tín hữu Corinto không phải ai người ta cũng đón nhận Thánh Phaolô và lời giảng của Ngài, mà có những người tố cáo Ngài chuyện này chuyện kia, và có những người tự hào khoe khoang rằng họ đạo đức hơn Phaolô, họ mới là người của Chúa. Cho nên Thánh Phaolô đành phải kể những điều này ra để thấy là Ngài không thua kém gì trong nhiệt tình dâng hiến cho công việc của Chúa. Và ở đây chúng ta rút ra được một bài học. Không phải là mình cứ cố gắng làm việc tông đồ cho tốt thì tự nhiên là mọi sự nó sẽ êm xuôi đâu. Anh chị cứ nhớ Chúa Giêsu coi, Ngài có làm điều gì xấu không? Mà kết thúc cuộc đời thì làm sao? Lên thập giá thôi. Hôm nay mình nghe ông Thánh Phaolô này than thở. Ở trong thông điệp viết về niềm hy vọng Kitô giáo, Đức Giáo Hoàng nhắc đến Đức Hồng Y Thuận nhà mình đấy. Một cuộc đời cũng cố gắng làm điều tốt cho mọi người chứ, mà rồi cuối cùng thì vào tù nằm thôi, 13 năm. Cho nên lúc nào mà đi làm việc tông đồ mà xem ra cuộc đời của mình nó lại không được êm xuôi lắm, không được may mắn lắm, thì đừng vì thế mà thất vọng nha. Nhiều khi chúng ta thất vọng đấy, rồi chúng ta chán rồi mình bỏ cuộc, thôi ta chả làm nữa cho nó yên chuyện. Dễ bị cám dỗ vì điều đó lắm. Nhưng mà ở đây thì tôi chú ý đến chương 12 để trả lời cho những người cáo buộc và lên án Ngài. Thánh Phaolô nhắc lại mặc khải và thị kiến mà Ngài đã có khoảng năm 42 đến 45. Đây là theo ý kiến của số đông các nhà chú giải.
Tại vì ở trong này Ngài có viết cái câu là: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm. Trước đây 14 năm. Người ta dựa vào cái chi tiết đó để người ta tính toán là cái thị kiến mà Thánh Phaolô có là vào khoảng từ năm 42 đến 45. Mà cách Ngài kể lại cái thị kiến này, chúng ta để ý ở câu thứ hai đó: tôi biết có một người môn đệ Đức Kitô trước đây 14 năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba. Tôi biết có một người môn đệ. Cái người môn đệ đó là ai vậy? Ai vậy? Ông Thánh Phaolô. Sao ông không nói trắng ra đây này, tao lên trời rồi này? Hả? Dễ hiểu không? Mà ông lại nói là tôi biết có một người môn đệ. Nói như thể người môn đệ đó là ai xa lạ. Thế theo các nhà chú giải thì Ngài nói như vậy để làm nổi bật điều này, là Ngài tự cho rằng bản thân mình không xứng đáng với ân huệ lớn lao mà Chúa ban cho. Đó là thị kiến, đó là mạc khải, đó là kinh nghiệm thần bí mà Ngài đã trải qua. Hoàn toàn là ân huệ của Thiên Chúa thôi. Sau đó thì Ngài mới kể lại cái kinh nghiệm thần bí mà mình đã trải qua. Kể lại bằng cái nào? Được nhắc lên tới tầng trời thứ ba có ở trong thân xác hay không tôi không biết. Có ở ngoài thân xác hay không tôi cũng không biết. Chỉ có Thiên Chúa biết. Rồi nói tiếp cũng vậy: tôi biết rằng người ấy đã được nhắc lên tận thiên đàng. Trong thân xác hay ngoài thân xác tôi không biết. Chỉ có Thiên Chúa biết. Và người ấy đã được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại. Người ta gọi cái kinh nghiệm này là gì? Kinh nghiệm thần bí. Kinh nghiệm thần bí. Trong lịch sử của giáo hội có một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm thần bí này. Chúng ta còn gọi là xuất thần. Như thể là đi ra khỏi thân xác, hòa tan nên một với Chúa như giọt nước hòa trong đại dương. Hay là theo ngôn ngữ của Gioan Thánh Giá, như là khúc củi nên một với lửa vậy. Teresa Avila, Gioan Thánh Giá, Francisco Assisi, một số rất ít các vị thánh được Chúa ban cho cái kinh nghiệm xuất thần. Thánh Francisco Assisi đó thì được Chúa in ở trên người của Ngài 5 dấu. Sau này ở thế kỷ 20 thì chúng ta nghe đến cha Pio. Một số rất ít các vị được Chúa ban cho cái ơn đặc biệt xuất thần. Cái cách mà Thánh Phaolô diễn tả ở đây rõ ràng là nói đến cái kinh nghiệm xuất thần đấy. Có ở trong thân xác hay không tôi không biết. Ở ngoài thân xác hay không tôi không biết. Chỉ có Chúa biết. Thực sự cái kinh nghiệm đó nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người chúng ta. Cho nên tôi hiểu lý do tại sao mà Thánh Gioan Thánh Giá Ngài diễn đạt cái kinh nghiệm thần bí này bằng thơ, bằng thi ca. Thi nhân, thi sĩ mà ở mức độ cao đó là người tiếp cận gần gũi nhất với chân lý. Dĩ nhiên là thi nhân nghĩa là tầm cỡ đó, chứ còn không phải là làm thơ mà thơ thẩn ấy.
thì nó lại khác. À, thơ thơ con cóc thì lại khác. Bởi vì những cái kinh nghiệm này nó vượt trên khả năng diễn đạt của con người, cho nên người ta chỉ có thể diễn đạt được bằng thi ca. Cái cách mà Thánh Phaolô nói cho thấy cái kinh nghiệm thần bí đó. Và Thánh Phaolô sau khi kể lại kinh nghiệm thần bí đó đó, thì Ngài nhấn mạnh thế này: về một người như thế, về một người có cái kinh nghiệm xuất thần mà lên đến tầng trời thứ ba đó, mà lên thiên đàng đó, thì tôi tự hào, tôi tự hào. Còn về bản thân tôi thì tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của tôi. Câu này mà chúng ta suy nghĩ cho kỹ thì sẽ thấy thấm lắm. Tôi chỉ tự hào về nỗi yếu đuối của tôi. Sao mà lại có thể tự hào về những yếu đuối của mình được? Tâm lý con người chúng ta là phải khoe chứ. Khoe những cái mạnh mẽ, cái đẹp đẽ, giỏi giang, tài năng của mình chứ sao để tự hào về những cái yếu đuối. Ta đọc tiếp thì ta mới thấy được tâm tình của Thánh Phaolô này. Ngài chỉ tự hào về những yếu đuối, cho nên á, cùng với việc nhắc lại thị kiến cao cả mà Ngài đã có, thì Thánh Phaolô nói ở trong câu 7 làm sao? Và để tôi khỏi tự cao tự đại vì những mặc khải phi thường tôi đã nhận được, thân xác tôi như đã bị một cái rằm đâm vào, một thủ hạ của Satan được sai đến vả mặt tôi, để tôi khỏi tự cao tự đại. Đấy, thân xác tôi như bị một cái rằm đâm vào. Cái rằm này là cái gì? Rằm là cái tội lỗi. Hả? Tội lỗi. Tôi cố gắng tìm hiểu, nhưng mà chính các nhà chú giải bảo chúng ta cũng không biết đích xác được cái rằm này nó là cái gì. Chắc chắn cái rằm ở đây đó nó có tính hình ảnh chứ không phải là nói theo nghĩa đen. Có nhà chú giải thì bảo rằng cái rằm này có khi đó là sự cứng lòng của dân Israel. Phaolô đi giảng đạo cho họ mà thấy là dân ngoại thì đón nhận mà họ không có đón nhận, mà mình cố gắng hết sức mà họ vẫn không đón nhận, cho nên nó là một cái rằm làm cho Ngài suốt đời đau đớn. Đấy, giải thích như vậy nghe cũng hay chứ. Nhưng mà có người thì lại giải thích rằng cái dòng này có thể là một căn bệnh vào loại kinh niên, mà ông ấy tìm mọi cách chữa không hết, mà nó ngay trong thân xác mình. Ở đây có ai bị cái dòng nào nó ở trong người không? Có đấy. Nhiều trai. Dầm thì nhiều. Chắc là mỗi người đều có hết à? Phải không? Dầm nó thôi. Một khiếm khuyết nào đấy trong thân xác hay là trong đời sống tinh thần của chúng ta nữa. Nhưng có một điều rõ ràng là sau đó Ngài nói này: một thủ hạ của Satan được sai đến vả vào mặt tôi. Cái từ một thủ hạ của Satan nó đi ngay sau từ cái dòng. Như vậy đó là cách diễn tả về cái dòng. Cái dòng đó có thể là một cơn bệnh, cái dòng đó có thể là sự thất bại trong việc truyền giáo. Nhưng mà Ngài mô tả đó là một tên tay sai của Satan, nó được sai đến vả vào mặt mình. Để làm gì? Để giúp cho mình thấy mình yếu đuối, thấy mình yếu đuối, để khỏi tự cao tự đại. Cái quan trọng nhất là chỗ đấy. Cho nên
Cái câu mà Augustino reo lên là ôi tội hồng phúc á, thì dĩ nhiên chúng ta hát lên ở trong lễ phục sinh chúng ta hiểu được cái tội lỗi của Adam Eva lại là tội hồng phúc, bởi vì mang lại cho chúng ta đấng cứu chuộc. Nhưng mà hiểu theo nghĩa rộng ra thì đôi khi tội của chúng ta phạm nó cũng có những tội hồng phúc ấy. Theo cái nghĩa này này, theo cái nghĩa là khi các anh chị và tôi ý thức lại và mình bỗng cảm thấy rằng à, hóa ra mình yếu đuối. Hóa ra mình yếu đuối và nhờ đó mà mình khiêm tốn hơn. Nhớ lại coi Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô cái câu gì mà các vị giáo hoàng sau này đón nhận như là nói về sứ mạng của mình. Khi nào con ăn năn trở lại, con hãy làm cho anh em con vững tin. Con hãy làm cho anh em con vững tin là đúng rồi. Đó là sứ mạng của Phêrô và của các vị giáo hoàng. Nhưng mà trước đó nè, khi con đã ăn năn trở lại, mà ăn năn có nghĩa là trước đó thì đã có tội chứ, không có tội thì sao mà ăn năn, đúng không? Đấy, ông đã phạm tội chối thầy rồi, ăn năn về cái tội đấy thì hãy làm cho anh em con vững tin. Tôi suy nghĩ về câu đó mà Chúa Giêsu nói với Phêrô đó, và tôi thấy là cái kinh nghiệm tội lỗi của Phêrô nó sẽ giúp cho ngài trong đời sống tông đồ ghê lắm, bởi vì nó giúp cho ngài thấy à, mình cũng yếu đuối, cho nên thấy anh em của mình yếu đuối thì mình cảm thông, mình nâng đỡ, mình đồng hành với người ta. Chứ còn nếu mà ông ấy không hề có kinh nghiệm về tội lỗi, thằng nào mà phạm tội thì chết với ông ấy, thấy không? Và ông ấy sẽ tự cao tự đại lắm. Bây giờ tưởng tượng coi các linh mục ngồi trong tòa giải tội mà toàn là những ông mà từ bé cho đến chết không phạm một tội nào, thì các anh chị vào xưng tội có nổi không? Ông ấy xô tòa, ông đuổi thẳng cánh ấy, cũng chịu không nổi. Nhưng mà bởi vì ông ấy cũng có kinh nghiệm về những yếu đuối của con người, phải vất vả lắm mới vượt qua được các cơn cám dỗ, cho nên mới có thể cảm thông, chia sẻ, đồng hành với anh em của mình khi họ phạm tội. Chứ còn cứ ngồi đó mà nghe người ta rót vào tai mình toàn là những thứ tội mà mình không được phép phạm, mà cứ ngày này qua ngày khác, mệt lắm ấy chứ. Như cái thùng rác vậy, mà đổ vào đấy xong lại không được đổ đi đâu khác, chỉ có đổ cho Chúa thôi. Cho nên cái tâm tình của Thánh Phaolô ở đây là hay lắm á. Cái dầm ở trong thân xác mà là được ví như thủ hạ của Satan, và nó giúp cho Phaolô ý thức sự yếu đuối của mình. Và sau đó thì ngài tâm tình thế này: đã ba lần tôi xin Chúa cho thoát khỏi nỗi khổ này. Ba lần. Tôi không biết có chính xác lắm không, nhưng mà có nhà chú giải nói rằng ba lần này gợi ý đến ba lần Chúa Giêsu cầu xin trong vườn Gethsemane: lạy Cha, xin cất chén đắng này xa con. Ba lần. Tôi nghĩ ba lần thì hơi ít ấy. Chắc ngài phải cầu thường xuyên ấy chứ. Cảm thấy cái dòng này nó nhức nhối quá. Ngài xin Chúa cho thoát khỏi cái nỗi khổ này. Nhưng mà Chúa trả lời làm sao? Ơn của Thầy đã đủ. Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Sức mạnh của Thầy
được biểu lộ trong sự yếu đuối mới lạ. Chúng ta đã đọc thư thứ nhất Côrintô rồi, khi mà đọc cái câu này làm sao mà ta không có liên tưởng đến được. Chúng tôi chứa đựng những kho tàng đó trong các bình sành để mọi người biết rằng kho tàng đó đến từ Thiên Chúa chứ không phải từ chúng tôi. Chứa đựng kho tàng trong những bình sành. Ông linh mục mà dám giơ tay nói với người ta là cha tha tội cho con, rõ ràng là cái quyền năng tha tội đó là lớn lắm, nhưng mà cái quyền năng ấy lại nằm trong bình sành. Một con người dễ vỡ, một con người dễ sa ngã, một con người yếu đuối như bao người, chứa đựng kho tàng trong các bình sành. Cái tâm sự của Phaolô ở đây cũng giống vậy thôi. Sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Cho nên tôi vui mừng và tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo về Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Đọc thoáng là không hiểu được, sao mà tôi yếu thì lại là lúc tôi mạnh? Bởi vì cái lúc mà chúng ta tự cao tự đại và mình nghĩ là mình mạnh á, thì cái mạnh đó nó chỉ là mạnh của con người. Còn khi mà mình đủ khiêm tốn để nhìn nhận mình yếu đuối, mình bất toàn, mình ngửa mặt lên cầu xin với Chúa đó, thì lúc đấy sức mạnh đến không phải là sức mạnh của chúng ta nữa, mà là sức mạnh của chính Chúa. Sức mạnh của Chúa. Chính lúc tôi yếu lại là lúc tôi mạnh, theo cái nghĩa như vậy. Thành thử ra ở đây Thánh Phaolô chia sẻ cho chúng ta cái tâm tình khiêm tốn thực sự của người đi làm việc tông đồ. Bao lâu các anh chị và tôi mà kiêu căng quá, tự mãn quá, nghĩ là mình giỏi, nghĩ là mình có tài, nghĩ là mình nói gì thì người ta nghe đấy, thì lúc đấy là chúng ta thất bại. Còn bao lâu mà mình làm hết sức của mình rồi, mình thưa với Chúa, cái sức của con có đến vậy thôi, mình phó thác hết mọi sự cho Chúa, thì chính Chúa sẽ tác động. Cái bí quyết là tông đồ của Thánh Phaolô rất cần cho chúng ta. Và cuối cùng, trước khi kết thúc bài hôm nay, tôi có viết cho các anh chị một cái ghi chú, đó là ở trong thứ thứ hai Côrintô chương 12 mà câu 16. Không biết là lúc nãy chia sẻ có ai thắc mắc về câu này không? Có không? Chương 12 câu 16 viết làm sao? Thế cũng được, tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Tôi đã không trở nên gánh nặng cho anh em, nghe thì được rồi. Nhưng vốn là người xảo quyệt, tôi đã dùng mưu mà lừa gạt anh em. Như vậy Thánh Phaolô tự nhận mình là xảo quyệt à? Lại dùng mưu à? Không ai thắc mắc về cái câu này à? Đấy, cái câu đó là nếu nói cho nó đơn giản, nó có vẻ hơi nguy hiểm ấy. Bởi vì nếu mà mình đọc như thế thì hóa ra là Thánh Phaolô tự nhìn nhận mình là người xảo quyệt, dùng mưu. Cũng giống như là tôi không để ý, nhưng mà nghe có mấy cha nói với tôi là trong cái bản dịch sách giáo lý của mình đó, thì nói đến bảy ơn Đức Chúa Thánh Thần, trong đó có một cái ơn
là ơn mưu lược.